Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại trung tâm Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này thì em vừa hoàn thành xong nội thất của một chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.4 Legender. Thứ nhất là em sẽ trước khi giới thiệu về nội ngoại thất chiếc xe này thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái cập nhật cho anh chị về cái giá xe của Fortuner thời điểm hiện tại. Thứ nhất là Fortuner thời điểm hiện tại thì nó có 7 bản cơ, và có trong đó thì có 5 phiên bản là số có 5 phiên bản là máy dầu, và máy dầu thì là sẽ được lắp ráp trong nước, còn phiên bản số phiên bản máy xăng thì là sẽ lắp ráp. Thì phiên bản máy dầu sẽ có lần lượt là bản 2.4 máy dầu số sàn thì có giá là 1 tỷ 115 triệu, phiên bản là một cầu số tự động bản thường 2.4 thì có giá là 1 tỷ 107 triệu. Còn phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản 2.4 Legender thì có giá niêm yết là 1 tỷ 248, còn phiên bản 2 cầu số tự động phiên bản thường thì là 1 tỷ 423, còn phiên bản 2 cầu số tự động Legender bản cao cấp nhất thì có giá niêm yết là 1 tỷ 459, còn phiên bản máy dầu máy xăng 1 cầu 2.7 thì là 1 tỷ 277, còn phiên bản 1 tỷ 877, còn phiên bản 2 cầu 2.7 thì là 1 tỷ 277. Còn để giới thiệu về chi tiết chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu 1 cầu Legender này, phiên bản hay còn gọi là FKS ấy, thì có giá là 1 tỷ 248. Thứ nhất là nó sẽ được thiết kế cái phiên bản đầu mới thôi. Anh chị thấy là cái đầu này rất khỏe, đèn LED chia khoang và là có projector, có đèn sương mù, có camera 360. La răng phay xước, cam 360 trên gương này. Xe thì được làm vừa làm nội thất xong, và cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ có 7,4 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, mà nói là lít dầu ấy, là xe thì rất tiết kiệm. Phía đằng sau này là đuôi xe và có đèn LED, cụ đèn đằng sau được thay đổi rất nhiều. Đây là cam sau trong cái cam 360, và còn cái này ấy, thì nó là lắp thêm, nó là cam sau trong cái cam hành trình và lắp thêm, còn theo xe thì nó chỉ là cam lùi của cam 360 thôi. Đây là phía đuôi xe. Đèn signal bây giờ là sẽ được đèn LED đuổi rồi. Đèn lốp thì ở bên dưới. Chiều cao của chiều khoảng sáng gầm là lên đến hơn 20 cm. Là nội ngoại thất chiếc xe. Thì em sẽ bật đèn signal lên cho anh chị xem nhé. Nó là xi nhan dạng dòng chảy và được chuyển xuống bên dưới thôi. Và trong thời điểm tháng 7 này thì mẹ em vẫn còn một vài xe để có thể giao cho anh chị. Và Fortuner thì nếu có cái nhu cầu cơ bản anh chị thì sẽ cần những cái gì. Phía sau và cốp thì đã được là cốp điện và là trang bị cả đá cốp nữa. Hướng dẫn đá cốp này. Để em sẽ vào trong xe để giới thiệu cho anh chị về nội thất nhé. Như anh chị thấy thì là xe đã được dán phim cách nhiệt này, còn ngoài ra được trang bị cam hành trình này, đây là cam trước, còn vừa rồi thì ở đuôi xe đã giới thiệu cả cam sau, còn bên dưới này được trang bị là trải sàn da. Anh
chị thấy thì là nội thất của chiếc xe Legender sẽ được là màu đen pha với cả đỏ thể thao. Còn đây đã được bọc thêm bọc vô lăng rồi này. Hệ thống loa ở trên phiên bản mới cập nhật này thì sẽ được nâng cấp lên loa JBL, màn JBL. Và ngoài ra thì xe được trang bị là hai chế độ lái Eco và Power. Xe được trang bị là Cruise Control này. Đây là một chiếc xe mà em đã hoàn thiện cái nội ngoại thất và cái gói này là gói cũng gần như là cơ bản nhất. Có dán phim cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình, bọc vô lăng. Và đấy là cả những cái gói gần như là cơ bản nhất. Và tối thiểu thì khách hàng sẽ dùng cái gói đấy. Còn đây là cái điều khiển cho cửa gió phía sau auto này. Đây là điều chỉnh cái hướng gió. Và trong khuôn khổ video này thì xe này chuẩn bị giao rồi thì em chỉ làm video nhanh như vậy thôi. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về giá xe, về chính sách xe cũng như là về cái lịch xe thời điểm hiện tại của Fortuner thì có thể liên hệ giúp em. Và em sẽ xin phép một chút để cập nhật cho anh chị cái giá của Fortuner thời điểm hiện tại. Thì như giá niêm yết em cũng vừa báo rồi là 1.248.000.000, thì em xin phép là tính cho anh chị dự trù cái kinh tế để anh chị là có thể nắm được. Thứ nhất là giá xe là như vậy rồi, còn anh chị để tính ra giá để ra biển một chiếc xe này thì anh chị cần thêm, thứ nhất là tiền thuế 10%, và cái thứ hai là tiền đăng ký đăng kiểm, và cái thứ ba là cái bảo hiểm, thì nó tùy chọn thôi. Còn xe này hiện tại thì em đang giảm là 5 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu là gồm những cái cơ bản như là dàn phim cách nhiệt này, trải sàn da, cam hành trình và những cái ốp bảo vệ xe giống như chiếc xe này, là gói phụ kiện 15 triệu. Thì em sẽ tính cho anh chị cái giá lăn bánh 1.248.000.000 cộng với tiền thuế là 124.800.000 cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm nó sẽ rơi khoảng tầm 1.380.000.000. Còn để trả góp chiếc xe này thì anh chị chỉ cần bỏ ra số tiền 20% của 1.248.000.000 thì là rơi khoảng tầm 250.000.000 cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm là 124.800.000 cộng với bảo hiểm cộng với các cái đồ phụ kiện, nếu mà anh chị cần lắp thêm thì sẽ áng chừng rơi khoảng tầm 400.000.000 là anh chị có thể là lăn bánh chiếc xe Fortuner máy dầu một cầu bản Legender ra ngoài đường rồi. Vâng, và trong khuôn khổ video nhanh này em xin phép giới thiệu như vậy thôi. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về trả góp cũng như là hàng tháng bao nhiêu này, thời gian bao lâu và gói nào tối ưu nhất cho tình hình tài chính của anh chị thì anh chị liên hệ giúp em qua số hotline của trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.